Các bạn, một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất bởi đại dịch COVID-19 là lĩnh vực vận tải. Và từ đầu năm đến nay, thì doanh thu vận tải kho bãi cũng như dịch vụ hỗ trợ vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã giảm hơn 24% so với cùng kỳ năm 2020. Và tín hiệu tích cực là sau nhiều tháng giảm sâu, thì tháng 10 vừa qua, doanh thu của lĩnh vực này đã tăng mạnh trở lại, theo thông tin từ truyền hình Bình Phước. Từ đầu năm đến nay, nhiều giai đoạn hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Bình Phước phải dừng lại để phòng chống dịch. Vì thế, so với 10 tháng năm 2020, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách chỉ đạt 599,11 tỷ đồng, giảm 35,17%. Doanh thu vận tải hàng hóa đạt 558,84 tỷ đồng, giảm 7,53%. Tín hiệu lạc quan là trong tháng 10 vừa qua, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt hơn 73 tỷ đồng, tăng 62,12% so với tháng trước. Trong đó, vận tải hành khách đạt gần 18 tỷ đồng, tăng 311,91% so với tháng trước. Vận tải hàng hóa hơn 54 tỷ đồng, tăng 35,06% so với tháng trước.